Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn thầy bảo thật các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm quà trước kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao con cho tên lính canh, và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà và anh chị em thân mến, chuyện kể rằng vì gia cảnh túng thiếu nên ông Năm mới đi tìm đến một người bạn là ông Ba hàng xóm để tìm mong sự giúp đỡ. Và sau khi đã trình bày với người bạn hàng xóm thì ông Ba đã đi vào trong nhà và mang ra một chiếc hộp, nói với ông Năm rằng đây chính là thứ mà ông cần tôi giúp cho ông. Cảm ơn xong, ông Năm vui ra về và mở chiếc hộp ra thì không thấy tiền cũng chẳng thấy vàng, mà chỉ thấy những hòn đá ở trong chiếc hộp. Thế rồi ông Năm mới thở dài, ông nói: Tôi chưa từng gặp một người vô tâm và độc ác giống như ông này. Và ông cất giữ những hòn đá đó thật kỹ với ước mong có cơ hội sẽ trả thù đích đáng. Thế rồi thời gian thoi đưa, dòng đời thay đổi, thế là cuộc sống của ông Năm và ông Ba cũng không còn gặp nhau. Được biết là ông Ba trễ đi phương xa. Bỗng một hôm, ông Năm mới thấy một người hành khất đi vào nhà mình. Tuy với dáng vẻ gầy còm, nhưng ông Năm cũng nhận ra đây chính là ông Ba hàng xóm ngày xưa. Thế rồi trong thâm tâm của ông Năm dấy lên một sự hận thù. Ông nhớ lại những hòn đá mà ông cất rất kỹ. Ông đi vô, ông định lấy những hòn đá đó ra ném vào mặt ông Ba. Tuy nhiên trên đường đi thì lòng thương xót của ông lại trỗi dậy, giúp cho ông có suy nghĩ mình trả thù một chút thôi thì có nhầm nhò gì với người xưa mà mình đã từng gặp gỡ. Thế rồi thay vì ông lấy những hòn đá ra, ông đi vào hũ gạo của mình để ông lấy một túm gạo, rồi ông bỏ vào trong đó
một ít tiền và trao cho ông ba hàng xóm ngày xưa. Khi nhận xong, ông ba đã cảm ơn và ra đi. Khi mà bóng dáng của ông ba khuất rồi, thì ông Năm mới đi tìm vào nơi cất giữ những hòn đá. Ông mới lấy những hòn đá ra và ông nhìn nó, nắn nót nó, rồi ông nói: đã bấy lâu ta giữ ngươi ở trong lòng ta, ở trong nhà ta. Ngươi đã làm cho ta bất an và luôn luôn nuôi hận thù ở trong tâm hồn. Ngày hôm nay ngươi xứng đáng ra đi. Và ngay lúc đó ông đã quăng những hòn đá này ra khỏi tay của ông, bay xuống sông. Kính thưa ông bà anh chị em, có thể nói của lễ quý nhất và cao nhất trước mặt Thiên Chúa, đó chính là cuộc sống đong đầy yêu thương của người Kitô hữu. Cụ thể của tình yêu đó chính là lòng tha thứ. Dù cho quan điểm của những luật sĩ và biệt phái trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe giữ luật cẩn thận tỉ mỉ, thế nhưng cao hơn nữa là Chúa Giêsu đã đem vào trong tâm hồn của lề luật một tình yêu và lòng bác ái. Thế nên Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy rằng: các con hãy dẹp đi những bức tường và hãy xây những chiếc cầu. Những chiếc cầu nối ở đây để nối bên bờ yêu thương, để nối tình người với nhau. Và đấng đáng kính của Chúa hay người tôi tớ của Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng dạy rằng: các con đừng buồn vì sự khinh bỉ của người khác, bởi vì còn những điều tệ hại hơn ở trong các con hay nơi các con mà người ta chưa nói đến. Nên lòng tha thứ của con người được kín múc từ nơi thương xót của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, để rồi cuộc sống của chúng ta phải luôn luôn yêu thương nhau, luôn luôn biết tha thứ và trân trọng nhau. Nếu như lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta biết nhìn lại chính mình, nhìn lại cách sống của chúng ta với anh chị em của mình, mình có giận ghét ai không, mình có làm cho ai phải thất vọng hay buồn chán không, và nếu chúng ta biết thực thi lời Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay, thì quả thực đó là một mối lợi và sự khôn ngoan cho chúng ta. Bởi vì khi sống giống như Chúa đã dạy, thì mỗi người chúng ta sẽ gặp thấy được nét thanh thoát, sự thanh cao, vẻ cao thượng và sự bình an ở trong tâm hồn của mình.